Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Họ bảo rằng Chúa Giêsu trong thân cây. Tôi nghĩ rằng đó là một xúc phạm đó. Nghĩ như vậy là một xúc phạm về mấy ngày qua cái vụ của một cây si ở ngoài Nghĩa Hưng của tỉnh Gia Lai. Người ta phát hiện ra trên thân cây mang hình như khuôn mặt của Chúa Giêsu chịu khổ nạn vậy. Thế là xúm nhau tới lại gốc cây, xúm nhau tới đặt bông đặt hoa, xúm nhau tới dâng hương dâng nhang kính để lại gốc cây. Trong số những người đó, nếu là những người ngoài Công giáo thôi thì chúng ta cũng không nói nhiều làm gì, nhưng đây những người Công giáo, họ bảo rằng Chúa Giêsu trong thân cây. Tôi nghĩ rằng đó là một xúc phạm đó. Nghĩ như vậy là một xúc phạm. Chúa Giêsu trong nhà tạm này, Chúa Giêsu ngay trong thánh lễ này. Bởi vì mỗi khi ta dâng thánh lễ, mỗi khi chủ tế dâng thánh lễ trên bàn thờ, là chính Chúa Giêsu hiện diện để hy tế hóa, để hiện tại hóa chính hy tế mà ngày xưa Chúa đã dâng hiến cho loài người chúng ta, dâng hiến cho Chúa Cha trong việc người vâng phục để chịu chết và sống lại vì chúng ta. Thưa anh chị em ở đây có thể nói rằng chúng tôi đâu có ra ngoài cái chỗ cây đa Nghĩa Hưng đó đâu mà cha lại nói chúng tôi nghe. Nhưng chúng ta có những ủng hộ bằng cách khác. Biết bao nhiêu người có những comment trên YouTube, biết bao nhiêu người có những comment hay là những bình luận trên các trang Facebook vân vân, ủng hộ vào cái việc ấy. Chúng ta ủng hộ thì không phải sai, bởi vì Chúa vẫn có thể làm. Nhưng trước khi lấy tay mình bấm vào chiếc máy điện thoại của mình để comment, để bình luận, hãy nhớ rằng, hãy cầu nguyện và hãy cố gắng cầu nguyện rằng Chúa đang trong tâm hồn của con. Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa nơi đây. Và nếu Chúa có làm phép lạ ở đâu thì cũng là điều đáng quý hết á. Không sao cả, nó không ảnh hưởng tới đức tin của tôi, và cũng không vì thế mà tôi cuống cuồng chạy theo. Nhưng trước hết tôi thờ Chúa trong chính tâm hồn tôi, nhất là mình máu Thánh Chúa tôi rước lấy ở trong tâm tôi, Chúa đang ngự đây. Tôi phải sống làm sao để biến đổi mình nên như Chúa muốn. Đấy là điều cần thiết và đấy là điều trước tiên chúng ta phải làm. Đấy chính là giáo lý Hội Thánh dạy chúng ta. Còn những gì xôn xao bên ngoài, thậm chí có những người tổ chức xe hàng 50 chỗ, tốn bao nhiêu là tiền từ nơi xa xôi đi đến lại cái cây đấy rồi về, làm chuyện nó làm sao đó. Riết rồi như chúng ta đang dị đoan, như chúng ta đang thờ ngẫu tượng. Chúa ở nơi chính Chúa, là thánh thể Chúa, là thánh lễ. Chúng ta bàng quan, chúng ta đứng ngoài cuộc. Còn cái cây nó mang hình, dù là hình của Chúa đi nữa, và nếu Chúa có làm phép lạ đi nữa, nhưng nó không phải là tất cả những điều kiện cần thiết để chúng ta được rỗi linh hồn. Được rỗi linh hồn là khi anh chị em sống lời của Chúa, là anh chị em mở lòng ra để đón nhận ơn thánh Chúa. Chúa biến đổi chúng ta nhờ ơn thánh của người để chúng ta nên tốt hơn từng ngày. Chúa biến đổi chúng ta từng ngày để chúng ta thoát khỏi những cám dỗ và chống lại, chống trả lại những mưu mô của tội lỗi, của sự xấu, sự dữ do ma quỷ gây nên. Đó là giáo lý của Hội Thánh. Mà sao chúng ta không hấp thụ nó, để rồi mình dồn dã, mình chạy theo những cái gì mà nó không phải là cái chủ yếu, cái chủ đích của đời sống đức tin của con người, mà nó còn mang hình thức dị đoan, nó mang hình thức ngẫu tượng. À, Bình Thuận Phan Thiết á, thì ngày hôm qua á,
À, có anh kia ảnh lên là cái xe gì ta? Xe gì em không nhớ rõ nữa, nhưng mà đi từ Bình Thạnh Phan Thiết lên trên đây luôn á. À, không phải tự nhiên mà người ta chặt, tại vì mùa mưa ở trên Gia Lai này gió ghê lắm. Gió mà nằm trong nhà mà sợ luôn á. Cho nên là cái cây mà to như thế này này, đi phải chặt bớt đi, không là nó bị đổ á. À, cây này nó nằm ở trong chợ nha mọi người ơi, nằm trong chợ mấy chục năm nay rồi. Sau đó là xảy ra cái hiện tượng phép lạ như thế này thì được đưa về nhà thờ ạ. À, cái chặt cây thì chặt cỡ là 1-2 tuần nửa tháng gì đó, thì cái chị ở trong chợ chị mới nhìn thấy, chị bất ngờ chị nhìn thấy rồi chị la lên rồi mọi người vây xung quanh rồi sau đó chụp hình rồi. Thì em cũng nhận được thông tin như vậy đó. Nhà thờ Thánh Du Xe, làng Lũng, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Bả, tỉnh Gia Lai. Dạ, tùy mọi góc nhìn mỗi người hay sao á, có người thì nhìn thấy là đau khổ, đau buồn hơn, có nhiều người thì nhìn thấy Chúa đang mỉm cười, nhưng mà em vẫn nhìn thấy đôi mắt của Chúa rất là buồn nhá. Em vẫn nhìn thấy đôi mắt của Chúa buồn đó. À, cái chỗ này nè mọi người nè, cái khúc này nè, cái khúc mà nó bị tối đi nè, là cái cây nó thực tế cái cây ở ngoài nó lồi ra. Cái mũi của Chúa mọi người nhìn ở trong điện thoại á, là nó nhô lên đúng không? Nhưng mà thực tế ở bên ngoài á, là nó lõm vô nha. Cho nên là không thể nào vẽ được, vẽ không vẽ kiểu gì được, dễ thế đâu. Đây nè. Phải đứng xa mọi người mới nhìn rõ chứ quay gần là không có rõ đâu. Đây, Chúa Giêsu khúc này nè. Còn dưới này là mẹ bồng con nè. Trên đây là mẹ Maria, nhưng mà mẹ Maria thì buổi tối sẽ nhìn rất rõ nha. Buổi tối nhìn mẹ Maria rõ hơn. Mẹ Maria nè. Dạ đúng rồi, ban đêm nhìn rõ chị ha. Ban đêm trời cho nhìn rõ từng khuôn mặt luôn á. Mẹ Maria cũng rõ luôn, rồi mẹ bồng con cũng rõ luôn. Chúa Giêsu thì không cần nói rồi. Chúa Giêsu nha, mà chụp buổi tối mà kiểu như tối hẳn luôn á. Trời ơi, nhìn giật mình nó sợ luôn. Nếu mà ví dụ như mà mình ban đêm mà mình đi một mình á, mà mình nhìn lên là mình sợ luôn. Tại vì nó quá giống, quá là nhìn như là em không biết diễn tả như thế nào luôn. Đây nè chị nè, Chúa Giêsu ở đây nè. Chúa Giêsu đây nè. Hiện tại buổi sáng như thế này á, chị coi được Chúa Giêsu rõ nhất thôi. Còn cách đây tầm 2-3 ngày rồi nha anh ơi. À chị ơi. À được đưa về nhà thờ rồi nha chị nha. Cây này được đưa về nhà thờ rồi ạ. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công Giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.